Thưa quý vị, cho tới ngày hôm nay thì thông tin về cặp đôi đáng ngưỡng mộ bậc nhất Hollywood là Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn vẫn còn khiến cho truyền thông thế giới chấn động. Giữa muôn vàn giả thiết được đặt ra thì giả thuyết mà nhiều người nghĩ đến nhất vẫn là câu chuyện về người thứ ba. Trong bối cảnh hứng chịu mũi dùi dư luận, nữ diễn viên 40 tuổi người Pháp được cho là đã từ phim giả thành tình thật, với Pitt cũng đã phải lên tiếng. Trên trang cá nhân Instagram của mình, thì người được cho là kẻ thứ ba chia rẽ cuộc hôn nhân đẹp nhất Hollywood, cô đào người Pháp Marion Cotillard khẳng định bản thân không liên quan tới câu chuyện này. Ngoài ra thì cô cũng gửi lời chúc bình yên tới Angelina Jolie và Brad Pitt, hai người mà cô hết sức trân trọng và hy vọng cả hai sẽ tìm thấy bình an trong thời điểm khó khăn này. Cùng lúc, Cotillard cũng khẳng định bé trai trong bụng là con của cô và bạn trai hiện tại chứ không phải của Brad Pitt. Trước đó, nhiều thông tin bên lề đồn đoán rằng trong quá trình quay bộ phim về Thế chiến thứ hai Collider, Brad Pitt đã có nhiều hành động thân mật với bạn diễn Marion Cotillard. Điều này đã làm cho Angelina Jolie khó chịu. Marion Cotillard sinh ngày 30 tháng 9 năm 1975, là một nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Pháp. Cô được trao giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar lần thứ 80 với vai nữ ca sĩ huyền thoại Edith Piaf trong phim La Momie. Vâng, và nguyên nhân khiến cho các cặp đôi nổi tiếng Hollywood đổ vỡ phần lớn được cho là do có người thứ ba xen vào. Ngay cả trường hợp của ông bà Smith đình đám thì cũng vậy. Và chớ trêu là cách đây hơn 12 năm, Angelina cũng bị chỉ trích là người chen ngang vào cuộc hôn nhân giữa Brad Pitt với vợ lúc đó là Jennifer Aniston. Và cũng giống như rất nhiều kết cục của những kẻ phản bội và người thứ ba khác ở Hollywood thì lúc này họ cũng đã đường ngày nấy đi. Vâng, trang The Richest của Mỹ cũng đã thống kê rằng là đích đến của hơn một nửa số cuộc kết hôn ở Mỹ đó chính là ly hôn. Những tỷ lệ này thì cũng chỉ đủ để Mỹ xếp thứ 10 trong danh sách những quốc gia có tỷ lệ ly dị cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên thì với dân số đông, số vụ ly hôn ở Mỹ là cực lớn. Tính ra trung bình thì cứ 6 giây đồng hồ lại có một cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa. Và thậm chí là đối với những người kết hôn đến lần thứ 3 ở Mỹ thì tỷ lệ ly hôn còn lên tới 73%. Còn ở châu Á của chúng ta, Hàn Quốc được nhắc đến nhiều với tỷ lệ ly hôn cao và đứng hàng thứ 3 trên thế giới.